tiếp tục đi thăm sóc anh em. Sáng mai mắt con tròn đi thăm sóc, đi mua hết nổi luôn. Mắt con tròn buồn quá, sảy tiêu, sảy con tròn tiêu cậu Út quá. Mẹ nó xui, giờ đi thăm sóc đi không hết nổi luôn. Sáng nay mình thăm coi có dính con sóc nào nghe nè. Sáng sớm mắt sảy tròn. Buồn ghê. Lạc á. Chạy xuống đây luôn nè. Tới chỗ nha anh em, hay khăm cái dính mình quay cho anh em coi nha. Đẩy ra đây sẵn này hay chạy ra luôn. Dựng đó. Buồn dễ sợ. Lòng này trên đây còn y. Cái đầu tiên tốt quớt anh em ơi. Không dính, cái thứ hai kìa, có dính không? Xui dữ. Rồi tốt quớt luôn, khai chuối kìa, chuối đang khui. Chuối đang khui luôn. Cái đầu tiên mất chuối rồi. Ủa, khai chuối anh em à, tốt quớt luôn, cái thứ hai chứ. Cái thứ hai. Tốt quớt. Sáng mai sẽ tròn giờ tới xui này luôn hả? Đây chuối gắn lại chuối rồi nha anh em. Gắn lại chuối vô đặt. Cái thứ hai không dính. Tí có mình quay nữa. Tới cái tiếp theo anh em, tới cái thứ ba. Cái thứ ba tất quớt luôn anh em ơi. Sáng này sẽ tất quớt hết rồi. Cái này cũng không có luôn anh em. Còn y chuối luôn. Hai tất cái heo mình quay. Sốc đất anh em. Đếm dùm cả mấy con sốc đất anh em. Đếm không được luôn. Còn cắn tiêu mỡ nó. Điểm rồi. Dạ, dạ nhảy lấy gì điểm. Còn lộn sóc bông trong. Sóc bông còn y mà. Chưa bị gì hết. Bông mỡ lớn. Mình đừng có chuyện giật mình là anh đứng im lại hết. Rồi điểm.